Xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn. Hôm nay Hồng Thương rất là vui mừng khi lại được gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong video này. Và trong video ngày hôm nay, Hồng Thương lại tiếp tục giới thiệu với tất cả các anh chị một sản phẩm nữa, cũng đến từ dòng sản phẩm Navacos. Đấy chính là sản phẩm serum vàng 24K. Thưa với tất cả các anh chị, trong sản phẩm vàng serum 24K này là một dòng sản phẩm dùng để cung cấp độ ẩm cho da, dưỡng ẩm cho da rất là tốt. Và cái sản phẩm này có sự kết hợp giữa hai công nghệ được xem là tiêu biểu nhất hiện nay. Đấy chính là công nghệ lên men đậu nước tô của Nhật Bản và công nghệ thứ hai là công nghệ vàng nano 24K. Và với sự kết hợp hoàn hảo giữa hai công nghệ này, đảm bảo sẽ mang đến cho quý anh chị một làn da trắng sáng, mịn màng và hiệu quả hơn. Bởi vì sản phẩm này nó sẽ cung cấp độ ẩm cho da và giữ ẩm cho da cực kỳ là hiệu quả. Và với tinh chất vàng nano 24K sẽ đảm bảo đào thải hết những độc tố sâu trong da của chúng ta và giúp da của chị em chúng ta nhanh chóng có một làn da trắng sáng và mịn màng. Và thưa tất cả các anh chị thân mến, sản phẩm vàng serum 24K này hiện tại được rất nhiều các anh chị chủ spa tin dùng cũng như là tư vấn cho các khách hàng của chúng ta về đưa vào các liệu trình skincare tại nhà rất là tốt. Và chính vì điều đấy đã nhanh chóng mang tới cho các chị em một làn da trắng sáng, mịn màng và rất là khỏe mạnh một cách lâu dài. Dạ vâng, thưa với tất cả các anh chị, vừa rồi Hồng Thương đã chia sẻ và giới thiệu với tất cả các anh chị một sản phẩm nữa đến từ dòng sản phẩm sinh học Navacos. Đấy chính là serum vàng 24K, là một sản phẩm được rất nhiều các anh chị chủ spa trên khắp cả nước tin dùng. Serum vàng 24K Navacos bí quyết cho làn da không tuổi tăng tốc hấp thụ dưỡng chất gấp 10 lần serum thông thường, làm căng, giảm nhăn hiệu quả, chống lão hóa, nâng chảy sẽ nhanh chóng làm ngòi nám, giảm hắc sắc tối triệt để cấp và khoa ẩm giúp da luôn căng mọng, làm trắng sáng da nhanh và an vàng. Thành phần vàng nano tinh khiết 24K, các phân tử vàng có độ tinh khiết cao, kích thước siêu nhỏ 100 nanomet, siêu mịn dễ thẩm thấu giúp chống lão hóa, đào thải độc tố, thúc đẩy sản sinh collagen hiệu quả. Thần dược Saffron giảm tình trạng ban đỏ, sưng, viêm, kích ứng, làm mờ vết thâm nám, nếp nhăn, giúp làm căng da mặt hiệu quả, giúp tăng sinh tế bào tầng sâu, làm trắng và trẻ hóa da tối ưu. EBJ giữ ẩm và cấp ẩm cho da, tăng hấp thụ dưỡng chất, nước và các thành phần khác như polyglutamic acid nhanh chóng, các hoạt chất tự nhiên tẩy sạch tế bào chết, thông thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa oxy hóa trên da, hỗ trợ điều trị và cải thiện các vấn đề về mụn, chữa lành tổn thương trên da. Các bạn ơi, kem chống nắng của Navacos thì hiện tại sẽ có hai phiên bản nha các bạn. Và trên tay của Thương đây chính là phiên bản 2. Với phiên bản 2 này nó có sự cải tiến rất là lớn, thứ nhất là về mẫu mã của sản phẩm. Và nếu như các bạn không tin thì ở đây Thương có thể chia sẻ cho các bạn để thấy các bạn có sự so sánh rất là rõ rệt nha các bạn. Đây là kem chống nắng phiên bản 1 và đây là kem chống nắng Navacos phiên bản 2. Cả hai kem chống nắng là đều của Glowy của Navacos, nhưng mà đây là phiên bản 2 có sự cải tiến nhiều hơn về mẫu mã. Thế nên là nó sẽ giúp là cái mẫu mã nó sẽ nhìn nó đẹp hơn và nó sang chảnh hơn rất là nhiều nha các bạn. Cái cải tiến thứ hai đến từ cái sản phẩm này đấy chính là cái thành phần của sản phẩm nha các bạn. Cái thành phần sản phẩm có trong phiên bản 2 này nó có thêm niacinamide, chiết xuất từ rong biển và chiết xuất từ cây tùng bách. Thế nên tất cả những cái thành phần này nó sẽ giải quyết cho những cái bạn mà trước đây có câu hỏi là tại sao sử dụng kem chống nắng của các bạn là bị khô á. Thì khi mà các bạn sử dụng đến cái dòng kem chống nắng này, nó sẽ tạo cho các bạn một cái độ ẩm rất là tốt, cũng như là không gây khô da trên bề mặt da của các bạn nha các bạn nhá. Rất là ok luôn, vừa chống nắng và vừa tạo một cái độ ẩm cho da của các bạn luôn ạ. Vậy thì đấy là đối với những cái bạn mà chúng ta sử dụng kem chống nắng mà cảm giác là bị khô, thì cái dòng kem chống nắng này nó giải quyết rất là tốt cho các bạn khi mà nó cung cấp luôn cho các bạn một cái độ ẩm rất là tốt trên bề mặt của da mà không gây khô da rồi, đúng nào. Vậy thì những cái bạn mà da của chúng ta, bản thân da của chúng ta là đang có dầu, đang có nhờn thì phải làm thế nào? Thì với cái dòng kem chống nắng này nó giúp là rất nhiều cho các bạn đấy ạ. Nó giúp rất nhiều cho các bạn trong cái việc là không gây bóng nhờn và không gây bít tắc lỗ chân lông trên bề mặt của da. Ngay như ban đầu Thương có vỗ cái kem chống nắng lên trên bề mặt da tay, các bạn có thể thấy là nó không hề gây bóng nhờn, không gây bít tắc lỗ chân lông, không để lại những cái gợn trắng. Và đặc biệt hơn là với cái sản phẩm mới phiên bản 2 này, nó có thêm cái chiết xuất từ cây tùng bách các bạn. Thế nên là nó sẽ giúp cho làm dịu những cái vùng da do mụn gây ra rất là tốt, kháng viêm cho mụn, làm dịu da mụn và làm lành những cái tổn thương do mụn rất là ok luôn nha các bạn. Thế nên đây là một cái trong những cái sản phẩm, một cái lựa chọn rất là tuyệt vời cho các bạn, hữu ích nhất cho các bạn đang gặp cái tình trạng là da dầu và da mụn nha. Và các bạn ơi, sự cải tiến thứ ba đấy là gì? Sự cải tiến thứ ba đó đến từ chức năng của sản phẩm. Và cái chức năng ở đây nghĩa là gì? Với cái kem chống nắng Medisa Plus phiên bản 2 này, nó sẽ không dừng lại ở cái việc là nó bảo vệ da của các bạn khỏi tác động của tia UV gây đen sạm da, gây các bệnh lý trên bề mặt của da nữa. Mà ngay bây giờ đây, với cái phiên bản 2 này, ngoài cái việc bảo vệ da của các bạn khỏi tia UV thì nó còn giúp bảo vệ da của các bạn tránh khỏi các gốc tự do, khỏi ô nhiễm môi trường, gây hại của ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là trong đấy có cụm từ đấy chính là siêu bụi mịn nha các bạn nhé.
siêu bụi mịn nha các bạn nhé. Và trạng siêu bụi mịn là một trong những cái cụm từ mà trong khoảng thời gian vừa qua được nhắc tới nhiều nhất, bởi vì những cái tác hại của nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà đối với làn da của chúng ta nó cũng sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều. Vậy thì tác hại của siêu bụi mịn đấy là gì? Nếu các bạn có tìm hiểu, các bạn có thể thấy là với siêu bụi mịn nó kích thước rất là bé, nó sẽ bé gấp 1 lần 30 so với kích thước của sợi tóc. Thế nên là nó rất dễ dàng, nó len lỏi vào từng tế bào da của chúng ta, gây hại cho da. Đặc biệt là nó sẽ gây những hiện tượng như là bị viêm nhiễm này, bị gây kích ứng này, khiến cho làn da của chúng ta nhạy cảm hơn này, dễ bị các vấn đề bệnh lý như là bị mụn này hay là lão hóa của da. Và đặc biệt nặng hơn đấy chính là gây ung thư da nha các bạn. Thế nên là nếu như ngay bây giờ các bạn đang đi tìm một cái dòng kem chống nắng, một cái sản phẩm để bảo vệ cho da của các bạn, thì các bạn cũng nên tìm đến một cái dòng kem chống nắng vừa có thể bảo vệ cho da các bạn khỏi tia UV, vừa có thể bảo vệ da các bạn khỏi tránh được khỏi những cái tác động của môi trường như là siêu bụi mịn chẳng hạn, để giúp da của các bạn được bảo vệ một cách tốt nhất nha các bạn nhé. Thì khi mà các bạn lựa chọn cái kem chống nắng Medisun Plus phiên bản 2 này, tất cả những cái điều đấy sẽ được giải quyết hết cho tất cả các bạn nhé. Và với tại sao với cái kem chống nắng này nó có thể làm được cái điều đấy? Bởi vì với cái dòng kem chống nắng này, ngoài những cái thành phần như trước đây nó có và công nghệ như trước đây nó có, thì bây giờ nó còn có thêm một cái công nghệ nữa, là đấy chính là công nghệ Anti-Pollution P2.5, có nghĩa là công nghệ chống bụi mịn P2.5 nha các bạn. Một cái công nghệ mà giúp cho bảo vệ da của chúng ta được một cách tốt hơn khỏi những cái tác động của bụi mịn gây ung thư da, gây viêm nhiễm da, gây kích ứng và khiến cho làn da của người Việt chúng ta sẽ nhạy cảm hơn. Chính vì thế các bạn hãy ngoài cái việc là các bạn đi ra ngoài các bạn che chắn bằng những cái vật dụng của chúng ta như mũ nón hay khẩu trang, thì cái sản phẩm kem chống nắng để bảo vệ da của chúng ta khỏi cái tác động của bụi mịn, khỏi cái tác động của các gốc tự do và các tia UV là một trong những cái sản phẩm bắt buộc các bạn phải sử dụng hàng ngày nha các bạn, để bảo vệ da các bạn được khỏe mạnh hơn. Khi mua trọn bộ combo serum vàng và kem chống nắng, bạn được tặng 10 miếng mặt nạ nhân sâm tinh chất quý hiếm miễn phí ship toàn quốc.